Hello, xin chào chị và các bạn. Hôm nay bên em lại về thêm Nokia 515, một sim và hai sim. Trên thị trường 515 rất là nhiều người bán. Nhưng mà nó có hai loại nha anh chị. Một loại rẻ đó là nó là vỏ lô. Vỏ lô nó khác vỏ zin thế nào? Vỏ zin á, đây là cái zin nè, anh chị cần nhìn nè, thấy không? Cái zin, cái mặt kính của nó là bằng kính nha, bằng kính. Còn hàng là vỏ mà thay rẻ tiền á thì nó bằng nhựa. Đây, em có một cây thay vỏ đây nè, anh chị hôm nay bằng nhựa nè. Thì bóp vô kìa, bóp vô nè, thấy không? Bóp vô thấy không? Vô nó cong cong cong, thấy không? Còn cái này bằng kính đó, bóp nó mới vô được đó, chị thấy không? Kính nó bóng 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 không đó. Đó, anh chị cứ xem hàng phân biệt vỏ lô và zin vậy thôi, không cần nhìn sâu xa gì hết á. Và chắc chắn là vỏ zin á thì nó sẽ cầm nặng hơn, nó cầm chắc tay hơn, cảm giác mình cầm trên tay á nó chất lượng hơn. Còn vỏ lô á thì nó cầm nhẹ lắm, nhẹ hiu à, rồi cầm lên nè như đồ chơi vậy đó. Đó, cứ phân biệt vậy thôi. Mà trước mặt anh chị á là con này là hai sim, là hai sim đó, anh chị thấy một sim no sim không? Còn màu đen á là một sim nha. Cái này một sim. Em tháo nắp lưng. Đây giờ anh mở cho anh chị xem ha. Nè, hai luôn đi. Những cái máy này á có nhiều anh chị hay mua nhiều lắm, tại vì nó là trong top của 6/7 á, 6/3. Đó, bây giờ này em mở sim một sim cho anh chị xem. Ô, cái này hai sim mà. Tùm lum hết nè. Em lấy cây chọt á, chọt lên ra lẹ nè, quên lộn lộn rồi, em để chút nha. Rồi, cái này là hai sim đây, thấy không? Chỗ gắn sim, sim đây, cái khe ở dưới là bỏ thẻ nhớ đó. Cái này là hàng zin Nokia nha anh chị, chứ đừng có thấy mà chữ Trung Quốc là của Trung Quốc nha, nó chỉ làm cho thị trường Trung Quốc thôi chứ không phải là chữ Trung Quốc của Trung Quốc. Đây, một sim đó, chị thấy không? Ở đây chỉ bỏ một sim ở đây thôi, và đây hãy nhớ thôi, chứ không có hai sim như ở đây đó. Mình cầm hai cây khác nhau đó, thấy không? Một sim hai sim, con này kính zin luôn đó. Nói chung là 515 thì anh chị nên mua những hàng zin này xài, tại vì nó cầm zin nó cầm nặng hơn. Và nó có phần ghi âm cuộc gọi. Ghi âm cuộc gọi dành cho những anh chị nào mà làm công việc gì mà cần ghi âm á thì ta mua nhiều. Với lại có cái con 515 đặc biệt, cái chữ to, người lớn hay thích xài. Về phím bấm nó êm lắm, nó bấm rất là dễ chịu, nó không phải khó chịu như những máy khác. Đó, thì bên em mới về thêm một số lượng như đây. Anh chị nào mua thì cứ ghé bên shop em coi mua. Ok, cảm ơn chị xem clip nha, chúc anh chị vui vẻ.